Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày chủ nhật nha anh em. Em lên sóng cho anh em một phụ tùng của cục máy 89 50. Đó, anh em cần món nào cứ alo cho em nha. Số em là 0933 207 208 nha. Đó, máy 89. Là này nó cũng ba mấy năm rồi nha anh em. À, nhưng mà tình trạng còn rất là mới. Mình chỉ cần nhìn vài chi tiết như con ốc chân lòng với ốc bánh xe lòng là anh em thấy không? Còn cái nước xi 7 màu luôn. Nó lửa thì nó cũng hơi xét qua lăng, nhưng mà đặc biệt là lửa thì rất là đẹp, qua lăng thì có hơi xét thôi. Bây giờ em sẽ báo giá từng món nha anh em, thấy hợp nhãn món nào cứ alo. Ở đầu tiên là bộ lửa, là tình trạng là cực đẹp rồi, lửa đẹp nha, qua lăng thì hơi xét đó. Nói chung qua lăng thì nó cũng không quan trọng mấy đó nha anh em, tại bên trong này cũng còn ok, còn lửa thì mới tinh luôn. Ở bộ lửa này do cái qua lăng xét nên em bán là 700 ngàn thôi, giá quá sành viên ha. Cái này thì tại vì cái này thì nó cũng nằm ở trong, do nó bị sét nên bán 700 nha, đầy đủ sên hằn lằn, nói chung là mâm đầy đủ luôn, bánh xe răng đầy đủ hết luôn, là 700 thôi. Lửa là mới tinh, quan trọng cái lửa này thôi, nó rin nó chưa có quắn lại thì chạy nó rất là mạnh. 700 hộp số thì bán rồi ha. Cặp lốc giữa thì 500, lốc giữa em bán là đầy đủ mấy cái này nha anh em, chứ không có tháo ra ha, nó đầy đủ ruột gan hết, không có tháo ra gì hết. Rồi ba cái nắp hoài, ba cái nắp này thì màu 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 bạc nha, màu nó giống rim Thái đó. Ba cái nắp này thì bán là 1,2 triệu. Nó đời hấp thì cỡ này thì cũng tương đối nha, nên chứ đòi đẹp nữa thì không có đâu, đời hấp mà ba mấy 40 năm mà. Cái nắp nồi thì cũng còn rất là đẹp nè, đó nắp nồi đời hấp thì cỡ này cũng đẹp rồi chứ không có xấu, thấy gì chứ mình vô xe nhìn nó rất là đẹp đó. Ba nắp là 1,2 triệu nha, đời 89. Lốc nắp này là màu giống rim Thái ha, màu bạc á. Rồi bộ ốc, là xuất sắc ha, bộ ốc là 400 nè, cực đẹp. Cái đời 89 thì ốc nó sẽ xi màu xanh nha anh em nè. Anh em thấy không? Nó có vẻ là màu xanh. Ở bộ ốc hoài là 21 con là 400. Ở củ đề, xuất sắc. Củ đề này thì 600 ha. Củ đề luôn, bao ốc xanh lè luôn. 600 ha. Đầu lòng với anh, em bán là 1,5 triệu thôi, bộ nồi thì bán rồi. Đầu lòng với anh 1,5 triệu là nó gồm là đầy đủ ha, cây dên là có ốc hai bên bên cốt dên luôn, ốc đầy đủ. Đầu lòng dên thì luôn 4 đũa, 4 ốc đầu, sên cam, bánh xe lòng đầy đủ, bao im bao cối 1,5 triệu. Nói chung cái này anh em về vô 81 86 là hết bài, tại cái này đời 89 á, nên cái ron này nè, ron giấy đó, ron cờ nè, ron giấy ha, nên mình vô 81 86 thì nó sẽ hợp hơn so với custom, tại custom thì nó ron nhôm với lại mấy cái ron này nó màu xanh hết rồi, còn cái này thì ron trắng. Vô 81 86 là đúng hệ luôn, đúng hệ ban luôn, 1,5 triệu ha, bao im bao khói đó. Còn bộ lửa thì giá bộ đội ha, 700 ngàn thôi. Nói chung là xe nhà mà mua mấy cái bộ lửa này xài vô địch luôn nha anh em, nó rẻ tiền mà lại được được đồ tốt nữa, do là cái hoa lăng thôi, hoa lăng này nó bị xét tí xíu thôi, nhưng mà nhìn nè còn rất là tốt, quan trọng thì cái lửa này nó mới tinh luôn nè. 700 thôi. Ba cái nắp quầy 1,2 triệu. Cặp lốc giữa đầy đủ ruột gan thì 500, bộ số thì em bán rồi. Đầu lòng dên thì 1,5 triệu, củ đề xuất sắc thì 600 đó. Anh em cần alo nha, số của em là 0933 207 208 ha. Rồi chào anh em.